Lê Đình Cát kính chào quý khán thính giả trong bản tin nóng sáng ngày thứ Tư, 27 tháng 6 năm 2012. Trung Quốc gọi thầu tại thềm lục địa Việt Nam. Tin Việt Nam, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, vào ngày 23 tháng 6 đã ra thông báo mời thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí, trải rộng trên một diện tích lên đến 160.000 cây số vuông, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm nay tuyên bố việc Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển mà chính Trung Quốc là thành viên, làm phức tạp thêm tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông. Chính lô dầu khí trên đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp mà thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, Hà Nội cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên và nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam, Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ngược lại, Tăng Hoa Xã hôm nay trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng thỏa thuận song phương về các tranh chấp trên biển. Người phát ngôn viên này cho rằng việc gọi thầu của CNOOC chỉ là một hoạt động kinh doanh bình thường và phù hợp với luật pháp Trung Quốc cũng như là thông lệ quốc tế. Trung Quốc lại cử tàu vào Biển Đông của Việt Nam. Ngày 26 tháng 6, một nhóm tuần tra bao gồm 4 tàu hải giám Trung Quốc đã di chuyển từ một thành phố duyên hải tiến về Biển Đông của Việt Nam. Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết là nhóm tàu trên dự kiến thực hiện hành trình 4.500 cây số trong chiến dịch tuần tra này. Thậm chí còn nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập theo đội hình sẽ được tiến hành nếu điều kiện hàng hải cho phép. Trước đó, Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tàu Trung Quốc quay lại bãi cảng Scarborough, tin Manila. Tàu thuyền Trung Quốc đã quay lại khu vực bãi cảng Scarborough, Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, chỉ 2 ngày sau khi nhà chức trách Philippines cho biết là tàu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 26 tháng 6 nói, Hải quân Philippines đã xác nhận rằng cách đây 2 ngày không còn tàu thuyền nào trong khu vực bãi cảng Scarborough. Tàu thuyền Trung Quốc rõ ràng đã quay trở lại. Ông Raul Hernandez không nói rõ là có bao nhiêu tàu thuyền Trung Quốc trong bãi cảng này. Tuy nhiên, máy bay giám sát của Hải quân Philippines phát hiện là có tổng cộng 28 tàu thuyền Trung Quốc ở khu vực bãi cảng Scarborough, trong đó 23 chiếc ở bên trong bãi cảng và 5 chiếc còn lại làm nhiệm vụ canh gác ở phía ngoài bãi cảng. Lê Đình Cát cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt.